Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Những vị thần may mắn. Bực bội quá. Mới sáng ra tôi đã bị mẹ mắng vì ngủ nướng không chịu dậy đi học rồi. Ai bảo cậu ham ngủ làm gì? Lần sau cứ cố gắng dậy sớm hơn là được thôi. Nhưng tôi buồn ngủ lắm. Cậu chỉ cần cài đồng hồ báo thức thôi. Đúng giờ á là đồng hồ sẽ... Ủa, cậu đâu rồi Mèo? Mèo, Mèo ơi! Dạy ơi, tôi vừa dắp té nữa nè. Trời ơi, cậu đi đứng kiểu gì vậy? Thôi, mau tới trường, vào phòng y tế, cô y tế sẽ bôi thuốc cho cậu. Chán ghê, sao tôi cứ xui xẻo hoài vậy? Ai bảo cậu không cẩn thận? Còn đổ thừa ai được nữa chứ. À, ghê quá. Con quả đen kia sao dám ị vô mặt ta? Hả? Xin lỗi nha, ai biết đâu. Con quả này đúng là quá quách. À, ta mà không bận đi học thì ta sẽ trói ngươi lại đem bỏ vào trường học, dạy cho những con quả hư cho ngươi biết mùi. Đi thôi. Còn cãi nhau với nó nữa, tụi mình sẽ trễ học mất đó. Chán ghê, toàn gặp chuyện xui xẻo không à. Mèo, mang bài tập lên cho cô xem những bài hôm qua em đã giải xong chưa. Dạ em nhớ rồi. Hồi sáng em đi trên đường gặp một con quạ. Nó lấy cắp luôn vỡ bài tập của em rồi bay đi mất rồi. Nói xạo. Em không có làm cô giáo ơi. Nói xạo. Bạn quạ nói bạn ấy không có làm. Vậy là em đã quên mang vỡ rồi. Cô phạt em trực vệ sinh hôm nay nha. Thật là xui xẻo. May mắn là gì thế nhỉ? May mắn là khi những điều tích cực đến với chúng mình một cách ngẫu nhiên, khi chúng mình còn chưa từng hy vọng rằng việc đó sẽ xảy ra. Hãy đơn giản nghĩ rằng khả năng xuất hiện điều này đến với chúng mình rất là thấp. Để ví dụ, một số hiện tượng sau đây có thể gọi là may mắn của bạn. Trúng thưởng được món đồ chơi mới, được bạn bè tặng bánh kẹo, hay đạt điểm số cao trong kỳ thi. Tùy vào mỗi nền văn hóa khác nhau trên thế giới mà họ sẽ có cho riêng mình những định nghĩa khác nhau về may mắn đó các bạn. Tiêu biểu nhất chính là sự khác biệt trong văn hóa phương Đông và phương Tây. Trong nền văn hóa Á Đông tụi mình thì mọi người cho rằng vận may thường đa phần là do sự phù hộ độ trì của các vị tiền nhân, thánh thần. Người phương Đông nghĩ số mệnh của con người đã được định đoạt trước và may mắn thường là một phần của số mệnh đó. Một số người được cho là may mắn nếu người ta biết sống lương thiện, hiền lành ở kiếp trước. Tuy vậy, họ cũng tin rằng may mắn là điều có thể cầu xin được. Do vậy, họ thường xuyên đến các chùa chiền, đền đài vào những dịp lễ lớn như là Tết Nguyên Đán để cầu xin may mắn và tài lộc cho cả năm. Giống như mỗi khi đến Tết, tụi mình vẫn thường đi lễ chùa cùng với mẹ và bà đó các bạn. Đối với người phương Tây, niềm vui về hên và xui của họ thật sự rất khác so với chúng mình. Người phương Tây tin rằng may mắn là một phần của thực lực. Họ tích lũy kinh nghiệm từ rất lâu về trước, bỏ thời gian công sức để đạt thành công. Còn xui xẻo là một lời bào chữa cho sự thất bại mà thôi. Do vậy, để trả lời câu hỏi may mắn là gì, người phương Tây thường lý giải bằng chiêm tinh học. Họ tin vào sự chuyển động của các vì sao như là 12 cung hoàng đạo. Nhờ sự luân chuyển của các vì sao trong vũ trụ, năng lượng các vì sao ấy sẽ mang thuận lợi cho chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Tôi quá xui xẻo rồi dài ơi. Cậu là bạn tốt của tôi phải không vậy? Thì đúng là vậy. Nhưng mà có liên quan gì đâu. Tất nhiên là có liên quan rồi. Mau chế tạo cho tôi một lọ thuốc, uống vào là may mắn liền đi. Tớ có phải thần thánh đâu mà chế được loại thuốc giống như vậy chứ. Vậy mà cậu nói cậu là bạn thân tôi, chẳng giúp đỡ tôi gì hết. Tôi xui xẻo như vậy nè, khác gì con cú mèo xui xẻo. Tớ không chế ra được thuốc gì hết. Tớ tặng cậu chú mèo may mắn nè.
biểu tượng của sự may mắn ở nước Nhật đó. Mèo thì có gì mà may mắn chứ? Tôi là mèo còn chưa may mắn được, huống gì là mèo. Từ từ, để tớ kể cho cậu nghe vì sao ở Nhật người ta lại coi mèo là biểu tượng của sự may mắn nha. Có lẽ chú mèo bằng sứ trắng luôn vẫy tay với chúng mình đã trở thành một biểu tượng quen thuộc đến mức đôi khi tụi mình không để ý đến, đúng không? Tên của chú mèo này là Maneki Neko, và người ta tin rằng bạn ấy sẽ đem lại may mắn, thành công trong kinh doanh. Người ta lưu truyền một câu chuyện kể về ông chủ nhà hàng nghèo. Một hôm, ông gặp một con mèo vô gia cư ngoài đường, rồi đem về nhà chăm sóc. Đổi lại, con mèo ngồi ở phía trước cửa hàng để thu hút khách quen và mang lại sự thịnh vượng cho chủ sở hữu để cảm ơn sự hào phóng của ông. Mỗi màu sắc trên con mèo sứ đại diện cho một vận may khác nhau. Màu trắng có nghĩa là sự thịnh vượng, vàng có nghĩa là sự giàu có, và đen chính là để chống lại cái ác. Bàn tay vẫy cũng quyết định vận may. Chân bên trái mang lại khách hàng, còn chân bên phải mang lại sự giàu có và may mắn. Có bạn nào nhớ chú sóc trắng của Scratch trong phim hoạt hình Kỷ Băng Hà hay không? Chú ấy đang ôm quả gì thế nhỉ? Đó chính là quả cây sồi đó các bạn. Đó là loài cây biểu tượng cho nước Anh, tượng trưng cho sức mạnh và sự bền bỉ. Nó xuất hiện trong văn hóa dân gian và lịch sử Anh nhiều tới mức những cặp đôi yêu nhau còn thề nguyện với những nhánh cây vững chắc, cầu nguyện cho tình yêu lâu bền nữa đấy. Cũng vì lý do đó mà người dân Anh luôn mang theo những hạt sồi trong túi áo để cầu mong sức khỏe và may mắn. Có bạn nhỏ này ngủ hay bị giật mình à? Cảm thấy bất an khi ngủ hay trăn trở mãi? Hãy thử tìm một anh bạn Dreamcatcher và treo nó trước cửa sổ nha. Lưới giấc mơ hay còn gọi là Dreamcatcher trong văn hóa bản địa châu Mỹ. Khi bạn treo một chiếc lưới bắt giấc mơ trên đầu giường, những giấc mơ đẹp sẽ lọt qua và theo những sợi lông vũ đi vào giấc mơ của bạn. Còn những giấc mơ xấu sẽ bị giữ lại rồi tan biến khi ánh nắng sớm mai chiếu vào. Thật kỳ diệu có phải không nào? Ê, trả cậu nè dài! Mèo may mắn vậy chả may mắn gì hết. Hả? Làm sao mà không may mắn được chứ? Con mèo này tớ đã mua ở cửa hàng Nhật Bản luôn đó. Gì? Tôi mới đem về, vừa đi vừa coi đã bị trượt té chụp ếch nè. Hả? Bó tay cậu luôn. Không cẩn thận mà suốt ngày đổ thừa tại xui xẻo hoài à. Cậu đúng là người không biết yêu thương bạn bè gì cả. Thấy bạn mình xui không tìm cách giúp đỡ, còn nói lại tôi nữa. Tôi đúng là một đứa trẻ sinh ra một vì sao xấu. Đó là sao trời? Tôi suốt ngày xui xẻo, còn bị bạn bè phản bội nữa. Tớ đâu có phản bội cậu đâu. Tớ chỉ nói sự thật thôi mà. Mà méo à, tớ vừa nghĩ ra một cách nè. Tớ thường nghe mọi người nói con cú là biểu tượng của sự xui xẻo đó. Hay là bây giờ cậu thử lấy độc trị độc đi, cậu biến thành một con cú rồi sẽ không còn xui nữa. Nghe có vẻ hay đó dài. Người Việt Nam chúng ta cũng có nhiều vị thần tượng trưng cho sự may mắn. Thế nhưng gần gũi với tụi mình nhất chắc là những món ăn đem lại may mắn mà mẹ và bà thường nấu vào những ngày Tết, đúng không? Bởi vì niềm tin về thực phẩm may mắn được thể hiện rõ nhất vào các dịp lễ Tết, khi chúng ta hy vọng ở năm mới thịnh vượng. Chính vì thế các món ăn khai xuân nhất định phải có ý nghĩa may mắn sâu sắc. Đó là chiếc bánh chưng xanh thể hiện lòng thành kính tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ cho năm mới tốt lành. Là dĩa xôi gất mang màu sắc đỏ may mắn, là mâm ngũ quả, cầu, dừa, đủ, xoài, sung, với ý nghĩa cầu vừa đủ xài, sung túc. Là cặp dưa hấu đỏ ao không thể thiếu trên bàn thờ vào những ngày đầu năm mới. Đặc biệt là sáng mùng 1 Tết, tụi mình thường được bố mẹ cho ăn những món ăn mà theo quan niệm là mang lại may mắn. Đó có thể là những món mang màu sắc tươi tắn như màu đỏ tượng trưng cho vận đỏ, màu vàng tượng trưng cho củ cải đầy nhà, hay những món ăn có ý nghĩa may mắn như là canh khổ qua ở miền Nam. Chúng ta thường nghĩ may mắn là những thứ xa xôi, khó có được. Không phải đâu nha các bạn. May mắn đến từ những điều vô cùng nhỏ nhặt, như khi bạn sinh ra được khỏe mạnh, cơ thể được trọn vẹn không khuyết điểm là các bạn đã may mắn hơn rất nhiều người bị khuyết tật rồi. Các bạn được nhìn thấy ông mặt trời vào mỗi buổi sáng, được nghe tiếng chim hót líu lo bên tai, và còn được ăn những món ăn thơm ngon mẹ nấu, được đến trường vui vẻ cùng bạn bè, thầy cô. Khi về nhà thì được bố mẹ, ông bà, anh chị che chở, mỗi ngày đều vui vẻ hạnh phúc bên mọi người, thì như vậy đã là may mắn lắm rồi đó các bạn. Cú cú cú, mèo, xui xẻo tránh xa ta ra. Trời ơi, có con cú bay vào trường kìa. Đừng có chơi với cú mèo, không sẽ bị xui đó.
đúng rồi, đừng có chơi với cú mèo, sẽ bị xui đó. Cú mèo rất là xui xẻo. Đúng rồi, đừng có chơi với cú mèo, xui lắm. Không, không, à, tôi là mèo nè. Cái tên dài đáng ghét. Bày cách gì để mình xui xẻo lại còn bị mọi người xa lánh nữa. Làm sao đây trời ơi, cứu tôi với.